7.749 kiếp nạn khi làm MC Hoa Xuân Ca. Thưa quý vị, thẳng sâu trong mỗi chúng ta đều có tình yêu quê hương. Ồ, ai cũng mất rồi. Được gợi cảm hứng từ, có đúng không nhỉ? Đúng được ạ. Gợi cảm hứng từ một ca khúc thân thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hoa Xuân Ca là chương trình đại nhạc hội được tổ chức mỗi năm một lần. Với những dấu ấn đậm nét của nhạc Việt xưa và nay. Sao cái dẫn của anh thế nào nó cũng chắc hơn là cái dẫn của em ấy nhỉ? Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Những tiếp nối kế thừa và sáng tạo của những người làm nghệ thuật đương đại. Đây là món quà ý nghĩa mà Đài Truyền hình Việt Nam và các nghệ sĩ đã dày công chuẩn bị để gửi tặng tới khán giả cả nước và kiều bào Việt Nam sống ở nước ngoài. Và xin được chào mừng tất cả quý vị đã đến với chương trình Hoa Xuân Ca 2024.